Xin chào các bác nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Acetun các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên em này tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái mẫu kìm vừa mới về cập kho tại Acetun. Đây là một cái mẫu kìm kích điện 1000V của nhà Quý Ha các bác nhá. Và tại Việt Nam thì hiện tại HC đang là đơn vị đầu tiên mang nó về Việt Nam để cho các bác có thể mua hàng và trải nghiệm được chưa? Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái con kìm này. Thứ nhất về mã sản phẩm, anh em có thể đặt hàng sẽ là 35716 các bác nhá. Mã sản phẩm sẽ là 35716 hay là Z01106220. Như cái tên gọi của nó thì con kìm này nó sẽ có chiều dài khoảng 220mm, so với cái phiên bản hay phổ thông hơn nó là 200mm như thế này các bác nhá. Nó sẽ to hơn một xíu. Đấy là về thông số chiều dài. Thứ hai là con này vẫn là dòng cán kích điện 1000V, đã được test trên nguồn điện 10.000V các bác nhá. Thứ ba nữa là có mạ chống rỉ, và mạ này sẽ là mạ 4 lớp, nó giống với tất cả những cái con mà đang có sẵn ở đây anh em nhá, đang có sẵn mà dạng kẹt cái điện ở đây. Tiếp đến cái con này nó sẽ có một cái mới nữa, đó chính là nó sẽ có thêm tính năng bấm cốt các bác nhá, tính năng bấm cốt, nên là anh em có thể dùng để bấm cốt nữa cũng ok luôn. Rồi, còn về cắt thì tất nhiên rồi, những con này thì cắt nó không có vấn đề gì phải suy nghĩ, mà chỉ sợ chúng ta dùng nó sẽ bị mất thôi các bạn, còn để hỏng được thì chắc chắn là nó sẽ không hỏng được nha. Với một cái con thép hơn 4 ly như này mà bên em hay dùng cái con bi cắt để cắt ấy, thì anh em thấy là ngoài con bi cắt ra thì các con khác thì gần như cắt rất là khó và rất là nặng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử trên con này xem liệu nó có thể cắt được cái con này không các bác nhá. Bây giờ ta sẽ cùng cắt thử nha. Với một tay thì gần như nó cũng sẽ không thể cắt được các bạn, vì con này thì nó cũng chỉ 220mm, nên là có thể là lực của nó chưa đủ, nên phải cần đến hai tay các bác nhá. Còn về hai tay thì tất nhiên rồi, nó cắt cũng sẽ rất là ngọt và nó sẽ không để lại một cái vết nào khi cắt như thế này các bạn. Đấy, đấy là khi mà chúng ta test với thép. Và với chức năng bấm cốt thì lúc nãy thì bên em đã thử test thử một cái cốt rồi. Và khi chúng ta bấm và chúng ta bấm lại thì anh em nhìn thấy là vết cốt nó rất là chắc chắn như thế này. Đấy, thì một con kìm đa năng combination kết hợp với nhiều tính năng trong một cái kìm và được có thêm một cái tính năng bấm cốt ở đây nữa ngày hôm nay. Còn về giá thì tại HC cũng đang có giá tốt cho con này các bác nhé. Các bác nào mua hàng thì sẽ 10 slot đầu tiên các bác sẽ được mua với giá là 330.000 anh em nhá. Anh em nào muốn săn cái con kìm đa năng của nhà Quý Ha giá tốt thì các bác có thể là nhấn ngay, các bác có thể để lại thông tin để đặt hàng anh em nhá. Rồi chào anh em.